Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện Góc Nhỏ Radio. Hôm nay chúng ta tiếp tục tới tập 200 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ nha. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhớ nhấn like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ Góc Nhỏ nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, trước khi bắt đầu nội dung của tập 200, chúng ta tóm tắt một chút ở tập trước nha. Ở tập trước thì chúng ta biết được là sau khi Viên Minh quyết định ở lại trong Thâu Thiên Đỉnh 3 ngày, thì Viên Minh đã lấy cái túi chứa vật của Lôi Hạt ra đi kiểm kê vật phẩm. Thì trong cái túi chứa vật này á, thì có rất là nhiều bảo vật, có rất nhiều pháp bảo, có rất nhiều là vật phẩm linh thạch. Thì trong đó thì có một cái pháp bảo là cái Oanh Thần Chùy, nó là một đôi với cái cây Lôi Công Chùy. Viên Minh mình cầm hai cây này nhìn giống như Lôi Chấn Tử vậy. Trong cái ngoài cái cây Oanh Thần Chùy này ra thì còn một cái tờ giấy vàng là Kim Vị Thiên Thư, có một cái môn, trong đó có viết một cái môn công pháp ẩn thân, ẩn nấp khí tức gì đó. Thì sau khi kiểm kê xong thì hắn cũng liên lạc với Nhan Tư Vận để xem cái tình huống bên ngoài như thế nào. Thì sau khi biết được ở bên ngoài tình huống là Vua Nguyệt Giáo nó đang lộng hành dữ lắm rồi đó, thì biết được tin tức như vậy thôi thì Viên Minh cũng quay trở lại Tam Tiên Đảo. Thì sau khi hắn ẩn thân 3 ngày ở trong Thâu Thiên Đỉnh thì đến ngày thứ tư hắn cũng đã đi ra. Thì khi hắn đi ra, hắn đang trên trong cái chuỗi chiến trường của mấy cái Nguyên Anh bờ hổm đánh á, lục lọi coi còn cái gì không. Thì chợt cái cây thần cung màu vàng bờ hổm bắn mấy cái thần thụ, mấy cái quái thụ đó thì xuất hiện nói chuyện với hắn. Thì cái cây này á, là cái cây cung này là của Kim Quỳ Tiên Nhân để lại. Thì cái người nói chuyện với hắn chính là khí linh của cây cung này. Thì để biết được là cái nội dung tiếp theo hai người này nói cái gì thì xin mời tất cả các đầu hữu theo dõi diễn biến kế tiếp ở tập 200, bắt đầu từ chương 545 đến chương 546 nhé. Mấy tiểu bối các người thật đúng là ngây thơ. Thật cho rằng Tam Tiên Đảo này là tiên gia thắng địa, không hề có nguy hiểm sao? Linh vật linh thảo trên đảo có thể lấy được như ý nguyện chăng? Trên đời này hắn có chuyện tốt như vậy chứ? Mỗi lần Tam Tiên Đảo mở ra đều là cái lão thủ yêu kia ở sau lưng khống chế, chính là hấp dẫn các người, những tu sĩ ngoại lai leo lên Tam Tiên Đảo. Các người cho rằng tiền duyên khó có được, kỳ thực là chỉ là lão yêu thụ kia muốn tìm kiếm khôi lỗi mới mà thôi. Kim quang trên thân thần cung màu vàng chấn động, chậm rãi trả lời. Viên Minh nghe vậy lập tức nhớ tới lời của thất giả nói lúc trước, thần sắc có một chút mất tự nhiên, mở miệng nói: làm sao điều này có thể xảy ra chứ? Vậy yêu thủ bất tử vì sao lại làm như vậy hả? Tự nhiên là vì lực lượng rồi. Ngươi cũng là người tu tiên, hắn là hiểu được truy cầu lực lượng bản thân là bản năng của tất cả tu tiên giả. Lão thủ yêu kia cũng là tự nhiên không ngoại lệ. Mỗi khi gia tăng một khôi lỗi thì lực lượng của hắn sẽ tăng cường thêm một phần. Sớm muộn gì cũng có một ngày nào đó có thể phá tan phong ấn mà Bồng Lai tiên nhân lưu lại, rời khỏi lòng giam này. Trong thanh âm của thần cung màu vàng lộ ra một tia tiêu điều. Vì mình hơi sửng sốt, Tam Tiên Đảo này đối với những người bên ngoài bọn họ mà nói là bảo địa, nhưng mà đối với thần cung màu vàng nó lại trở thành cái lòng giam. Tiền bối, xin cho biết phương pháp rời khỏi Tam Tiên Đảo, chỉ đường sống cho giảng bối với. Viên Minh hít sâu một hơi, ôm quyền cung kính nói: căn bản là không có đường sống. Các ngươi từ khi bước đầu đặt chân lên Tam Tiên Đảo cũng đã không khác gì người chết rồi. Thanh âm của thần cung màu vàng bình thản nói, không mang theo chút tâm tình dao động nào, hiển nhiên là sớm đã tập thành thói quen. Viên Minh nghe vậy, thần sắc trở nên càng khó coi. Cửa ra vào tiền đảo nằm ở đảo Bồng Lai, nếu đó chính là hang ổ của lão thụ yêu. Các người muốn đi ra bên ngoài, trừ phi có biện pháp giết chết lão thụ yêu kia, thì không còn biện pháp nào khác nữa. Nhưng mà đồng dạng, biện pháp này căn bản không tính là biện pháp. Thần cung màu vàng thở dài nói: lão thụ yêu kia
tu vi như thế nào hả? Viên Minh vẫn chưa có từ bỏ ý định, hỏi. Lão thụ yêu chính là tồn tại thực lực, có thể so với phản hư. Lực lượng sinh mạng tràn đầy vô cùng. Đừng nói là tu sĩ như vậy, cho dù lại đến mấy tu sĩ phản hư nữa, cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Thần cung màu vàng không chút khách khí, nói. Khi nghe đến hai chữ phản hư, thì trong lòng Viên Minh cũng không khỏi trầm xuống. Nếu chỉ là tồn tại cấp bậc nguyên anh, Viên Minh cam lòng một thân róc thịt, cũng dám thử kéo hắn xuống ngựa. Nếu không thì tự bảo vệ mình cũng không cần lo lắng. Nhưng khoảng cách giữa kết đan và phản hư thật sự là quá lớn. Đây đã không phải là pháp bảo hoặc là nhân số có thể lấp đầy sự chênh lệch. Huống hồ kim hóa chân nhân và những tu sĩ nguyên anh khác đều đã bị bắt đi. Hắn ngay cả càng nhiều trợ thủ cũng không tìm thấy. Tiểu tử, không dối gạt người, ta là pháp bảo bổn mạng do kim quỳ tiên nhân lưu lại, gọi là hậu nghệ xã nhật cung. Ở trong quả tinh cung này còn tồn tại tư uy, lão thủ yêu kia nhàn rỗi cũng không dám tới đây gây sự. Người nếu không muốn chết có thể ở lại chỗ này bồi bạn với ta, ta còn có thể bảo vệ ngươi bình an. Thần cung màu vàng vòng quanh Viên Minh một vòng rồi nói. Đa tạ ý tốt của tiền bối, giảng bối còn có chuyện khác quan trọng để làm, phải là nhanh chóng rời đi mới được. Viên Minh sẽ phải cân nhắc một lát mới gian nan lắc đầu nói. Hắn đối với lời nói của thần cung màu vàng trước mắt này cũng không hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa còn muốn tìm Tịch Ảnh, tất nhiên là không có khả năng ở lại nơi đây. Thấy hắn nói như vậy, thần cung màu vàng cũng không giữ lại, nói. Mỗi người đều có chí riêng, ngươi muốn tìm chết ta sẽ không ngăn cản ngươi. Bất quá dựa theo quy củ của kim quỳ tiên nhân lưu lại, chỉ cần có người có thể đi vào trong hỏa tinh cung, ta nhất định phải bàn thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Vì mình nghe vậy hơi trầm ngâm nói. Xin hỏi tiền bối, trên đảo này có chỗ nào mà trên bầu trời có treo hai dòng mặt trời, một đen một trắng không hả? Người nói đó là Lãng Kha đảo. Thần cung màu vàng không cần suy nghĩ, nói. Phần tưởng giảng bối muốn chính là biện pháp đi tới Lãng Kha đảo. Vì mình nghe nói vậy, cười nói. Bất kỳ phần thưởng nào cũng có thể nhắc tới, nhưng kết quả người cũng chỉ muốn là cái này thôi sao? Trong giọng nói của thần cung màu vàng để lộ ra một tia khó hiểu cùng với kinh ngạc. Vi Minh nghe vậy kiên định gật đầu. So với những thứ khác, hắn cần muốn sớm tìm được Tịch Ảnh. Hắn hiện tại có đầy bụng nghi hoặc, muốn tìm nàng giải đáp. Người không có nửa điểm ý nghĩ là muốn thu ta vậy? Thần cung màu vàng lại hỏi. Vậy có ai nghĩ tới điểm này chưa? Viên Minh hỏi. Phải nói là có rất ít người chưa từng nghĩ tới ở trong đầu về cái này. Thần cung màu vàng tự nhiên là có tiếng cười khẽ nói. Vậy kết quả thì sao hả? Viên Minh lại hỏi. Kết quả ta còn ở chỗ này, bọn họ không thể nào thông qua khảo nghiệm, đều bị thiêu thành tro tàn. Thần cung màu vàng nói như thế. Viên Minh nghe vậy, không khỏi yết hầu trượt lên trượt xuống, nuốt một ngụm nước bọt. Tiền bối, nếu mà có biện pháp đi tới Lãng Kha đảo, có thể thông báo một hai hay không hả? Viên Minh lại mở miệng. Thần cung màu vàng nghe vậy, không nói gì nữa. Trên người một trận kim quang gợn sóng dập dần. Trên mặt đất quảng trường cách đó không xa, bỗng nhiên có kim quang lộ ra trên mặt đất. Từ đó hiện lên một tòa pháp trận màu vàng. Pháp trận truyền tống hả? Đôi mắt của Viên Minh sáng ngời, trong lòng mừng rỡ. Xuyên qua tòa trận truyền tống này, liền có thể đến Lãng Kha đảo. Thần cung màu vàng nói. Đa tạ rất nhiều. Viên Minh lúc này ôm quyền đi về phía bên kia. Thôi vậy, đây chỉ là chỉ đường thôi, cái giới quỳ cũ của kim quỳ tiên nhân lưu lại. Ta lại tặng cho ngươi một tấm tàn cung phù đi. Ngươi có phù giấy không hả? Thần cung màu vàng hỏi.
Vi Minh gật gật đầu, lập tức lấy ra một tờ phù giấy có kết cấu tốt nhất, sang phẳng đặt ở lòng bàn tay. Chỉ thấy thần cung màu vàng hơi lắc lư, trên người liền có một đạo kim quang chảy xuôi ra, rơi vào trên phù giấy kia, ngưng tụ thành một hình dạng thần cung màu vàng thu nhỏ. Bên trong tàng cung phù này có một bộ phận lực lượng của ta, có thể sử dụng được 3 lần. Nếu mà phối hợp với uy năng mạnh mẽ của Kim Ô Thần Tiễn, sẽ không thể tưởng tượng được. Thần cung màu vàng nói chuyện, đồng thời từ hồ có ý hướng về phía của Viên Minh, ngừng mắt một lát. Nhìn thần cung màu vàng hướng thẳng về phía mình, Viên Minh cảm giác có một chút chột dạ. Hắn cảm thấy thần cung hơn phân nữa đã biết hắn giấu 2 cái cây Kim Ô Thần Tiễn, đang muốn mở miệng tự thú, thì nghe thần cung màu vàng lại mở miệng một lần nữa. Phần thưởng đã cho ngươi rồi, muốn đi thì đi ngay bây giờ. Nghe hắn thúc giục, Vi Minh mới phát hiện thì ra thần cung màu vàng này cũng không có ý trách tội hắn. Đa tạ rất nhiều. Vi Minh ôm quyền, xoay người đi về phía tòa pháp trận màu vàng kia. Chờ sau khi hắn bước chân lên trận pháp màu vàng, cảm giác trời đất quay cuồng lập tức ập tới. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đã phát hiện mình đã xuất hiện trên một hòn đảo màu trắng. Vi Minh sau khi lấy lại bình tĩnh, lúc này ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, lại kinh ngạc phát hiện trên bầu trời vẫn trắng xóa như cũ. Thế nhưng cái gì cũng không có, thậm chí là ngay cả một cái mặt trời cũng không có, càng miễn bàn mấy cái gọi là 2 mặt trời, một đen một trắng lúc trước. Hắn chợt nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy hết thảy vô lượng lá cây bùn đất đều là một màu trắng tinh, duy có một chút ít vết xám phát họa ra đường cong. Nếu không, tất cả sự vật hồn nhiên một màu. Hắn thật sự phân biệt không ra trước mắt đến tụt cùng là một bức tường đá màu trắng hay là một khu vực mọc đầy đại thụ lá trắng. Vi Minh cảm giác mình giống như là đang ở trong bức tranh sơn thủy, chỉ là màu sắc nhạt nhẽo cũng thôi. Nhưng trên đảo này lại không có bất kỳ thanh âm nào, yên tĩnh đến khiến người ta phát hoảng. Hắn đưa tay hái một chiếc lá cây xuống, hai ngón tay dùng sức nghiền nát nó, trong tiếng ma sát vụn vặt. Trong lá cây chảy ra nước trái cây màu trắng, đem đầu ngón tay của Viên Minh cũng nhuộm thành một màu trắng. Kết cấu lá cây cũng không khác gì bình thường, trên đảo Từ Hồ cũng không có pháp trận cách âm. Từ Hồ ngoại trừ màu sắc thì nơi này cùng với ngoại giới cũng không có gì bất đồng. Bất quá trong lòng Viên Minh thủy chung bị cảm giác quỷ dị bao phủ, phảng phất như có lực lượng không khỏi không nói rõ bao trùm lên người, nhưng mà sau khi thần thức dò xét là không phát hiện được cái gì dị thường. Vứt bỏ cảm giác quỷ dị không đề cập tới, cảnh sắc nơi này thật sự là hoàn toàn khác với thế giới đen trắng nơi tịch ảnh ở. Bởi vậy Viên Minh không khỏi có một chút hoài nghi, nơi này rốt cuộc có phải là đảo Thối Kha hay là không? Theo lý thuyết, thần cung màu vàng là khí linh linh bảo do Kim Quỳ tiên nhân lưu lại. Nếu đã đáp ứng muốn đưa mình đến đây, hắn là sẽ không lừa gạt mình chứ. Hắn lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ cái nhiều về cái việc này nữa. Dù sao giờ phút này cũng không có cách nào tìm được đối phương để xác nhận cái gì đó. Vì mình hít sâu một hơi, thúc giục hồn lực, thử thông qua kim ô chi hồn trong thức hải, cảm ứng được chỗ của tịch ảnh, nhưng mà cố gắng nửa ngày là không có bất kỳ thu hoạch gì. Rơi vào đường cùng, Viên Minh đành phải một mình lên đường thử tìm kiếm một ít manh mối. Theo Viên Minh xâm nhập vào đảo, nghi hoặc trong lòng hắn càng thêm nồng đậm. Trên đảo hoang vắng dị thường, ngoại trừ đại thụ tái nhợt rải rác, liền không có vật gì khác. Bùn đất trên mặt đất cũng khô cằn, ngay cả cỏ cũng không mọc được một cây. Khắp nơi đều là đất đá vụn, dùng tay bóp một cái sẽ biến thành cát trắng rơi xuống. Nửa canh giờ sau, Vi Minh dừng bước, cau mày thở dài. Một đường đi tới, hắn không nhìn thấy nửa bóng người, cảnh sắc chung quanh cũng gần như là không thay đổi. Nếu không phải hắn vẫn chưa nhìn thấy được ký hiệu mà mình lưu lại trong lúc xuất phát, thì hắn cho rằng mình đang đi xung quanh tại chỗ. Tiếp tục tìm kiếm không có mục đích như vậy, chỉ sợ cũng chỉ là lãng phí thời gian. Vì mình suy nghĩ một lát, tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra cái lệnh bài màu bạc thúc giục,
ngưng tụ ra vòng bảo hộ màu bạc. Hắn buông túi linh thú tam nhãn ưu cưu xuống, tiếp theo liền gọi ra Thâu Thiên Đỉnh, lấy thân thể của mình tiến vào trong đó. Trong Thâu Thiên Đỉnh, phân hồn thứ nhất đang ngồi trên đài sen tu luyện. Tây Viên Minh tiến đến, hắn lúc này nhường vị trí của đài sen bay vào trong thức hải. Viên Minh ngồi trên đài sen, thông qua tam nhãn ưu cưu đem thần thức hàng lâm đến Lãng Kha đảo. Nhưng mà mặc dù lấy thần thức cảnh giới miên vu dò xét thì phạm vi có thể tìm tòi vượt xa tầm thường, thì Viên Minh lại như cũ là không thể nhìn thấy cái thứ gì ngoại trừ bụng đất cùng với cái cây trắng. Viên Minh thu hồi thần thức, buồn rầu xoa xoa mi tâm. Tình huống Lãng Kha đảo quỷ dị, muốn tìm được lối thoát, kế hoạch hiện tại là tiếp tục tìm kiếm. Chờ sau khi đi ra khỏi phạm vi dò xét thì lại dùng Thâu Thiên Đỉnh một lần nữa tìm, hoặc là tìm một người nào đó có thể hiểu nơi này để hỏi rõ tình huống chăng. Viên Minh suy tư một lát, quyết định theo biện pháp thứ hai. Mặc quả trong tín độ của hắn, người đủ điều kiện không có nhiều lắm, có khả năng biết nhất còn phải nói tới bốn người thanh đồng bọn họ. Bọn họ thân là người ở Đông Hải, đối với Tam Tiên Đảo thì hiểu biết khẳng định so với người Trung Nguyên như hắn nhiều hơn. Vừa nghĩ đến đây, Viên Minh liền nhắm hai mắt lại, lập tức thử cảm ứng tình huống của bốn người thanh đồng. Không bao lâu, Viên Minh liền đem thần thức chiếu lên người của thanh đồng. Lúc này, thanh đồng đang giao thủ với một đám quái trùng lông dài. Huyễn Đình Tử cùng với Hầu Tam Thông cũng ở bên cạnh hắn, cùng hắn chiến đấu với quái trùng. Bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ vẫn phủ đầy ngôi sao, thoạt nhìn từ hồ vẫn chưa rời khỏi bí cảnh. Viên Minh do dự một lát, thấy bọn họ như vậy nhất thời không có ra tay, liền không quấy rầy bọn họ nữa, xoay chuyển tâm thần tiếp tục cảm ứng được Vân Cửu Tiêu cùng với Băng Tâm. Lúc trước hai người bọn họ cũng vào truyền thống trận, hiện giờ hắn là cũng ở Tam Tiên Đảo. Viên Minh nghĩ như thế, khi mà thần thức hàn lâm đến phụ cận Vân Cửu Tiêu là phát hiện hắn lúc này từ hồ đang ở trong một huyệt động tự nhiên hình thành. Trong tay của hắn cầm một viên Dạ Minh Châu, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng vách đá màu xám nhạt, cùng chiếu sáng nhũ thạch trên đỉnh đầu. Trên thạch nhũ, hàn khí ngưng kết thành sương, dọc theo vách đá chậm rãi trượt xuống, đột nhiên trượt vào cổ của Vân Cửu Tiêu. Cái cảm giác lạnh như băng kia kích thích cả người hắn rung lên, thần sắc cũng trở nên khẩn trương. Vì mình phát hiện trong lòng Vân Cửu Tiêu tràn ngập bất an cùng với sợ hãi, tựa hồ là đang lo lắng cái gì đó. Lúc này Băng Tâm cùng với Tuyết Giao cũng đều ở bên cạnh hắn. Tâm tình của ba người đại thể tương tự nhau. Mà ở nơi xa hơn một chút, Bạch Lân Thượng Nhân, Minh Không Nữ Vương cùng với một tráng hán thủy viên tộc, ba gã Nguyên Anh đang tụ tập ở một chỗ đang thương thảo cái gì đó. Bọn họ vẫn chưa nhận thấy thần thức của Viên Minh hàng lâm. Viên Minh cũng không có lòng dạ nào kinh động bọn họ, lấy thần thức liên lạc với Vân Cửu Tiêu. Thanh âm mờ ảo rất nhanh liền vang lên trong thức hải của hắn. Vân Cửu Tiêu, ngươi hiện giờ đang ở chỗ nào vậy? Vân Cửu Tiêu đột nhiên nghe được một thanh âm xa lạ vang lên bên tai, trong lòng nhất thời cả kinh. Bất quá hắn bị Viên Minh sửa đổi ký ức, rất nhanh liền nhớ tới đây là thủ đoạn của Minh Nguyệt Thần liên hệ với tín đồ. Lúc này đã trở nên tất cung tất kính. Hội Minh Nguyệt Thần đại nhân, ta hiện giờ đang ở dưới lòng đất Lãng Kha đảo. Hắn ở trong lòng yên lặng niệm. Viên Minh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vân Cửu Tiêu lại ở trên Lãng Kha đảo. Đã lên tiên đảo, vì sao ngươi không ở bên ngoài tìm bảo vật, ngược lại có ở nơi đấy? Hay nói là bảo vật nơi này nằm dưới lòng đất sao? Viên Minh tiếp tục hỏi. Vân Cửu Tiêu cười khổ một tiếng. Ngài hiểu lầm rồi. Ta trốn vào nơi đây cũng là bất đắc dĩ. Thật sự là trên đảo thụ yêu quá là nhiều, nếu bị phát hiện chỉ có một con đường chết, ngay cả Bạch Lân Thượng Nhân bọn họ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thụ yêu, hình dáng giống như này đúng không? Vì mình sửng sốt, ở trong thức hải của Vân Cửu Tiêu hiện lên một hình ảnh, chính là đám thụ nhân màu xanh đen xuất hiện trong Hỏa Tinh Cung. Không sai, chính là bọn họ. Vân Cửu Tiêu liên tục gật đầu. Viên Minh trong lòng trầm xuống, vốn tưởng rằng thủ yêu chỉ xuất hiện ở Kim Quỳ Đảo, nhưng bây giờ xem ra bọn họ có lẽ là đồng thời phát động tiến vào trong ba tòa tiên đảo. Chỉ là
vì sao mình một đường đi tới đây lại không nhìn thấy một đầu nào. Vi Minh trầm ngâm một lát, lại mở miệng. Kể lại tình huống sau khi ngươi đến Tam Tiên Đảo, cho ta nghe. Sau khi ta bước chân vào truyền tống trận ở Tam Tiên Điện, liền một mình xuất hiện trên bãi biển ở ngoài đảo. Từ đó về sau, ta một mực ở trong rừng rậm tìm kiếm bảo vật, trên đường ngẫu nhiên gặp được Băng Tâm. Hai người chúng ta kết bạn, liền muốn đi tới hồ ở giữa đảo thử vận khí. Thật là vất vả mới leo lên được Lạng Kha Đảo. Nhưng mà trên đảo đi dạo mấy ngày, lại cái gì cũng không phát hiện. Thẳng đến 3 ngày trước, ở trên đảo không biết từ khi nào xuất hiện đại lượng thụ yêu. Ta cùng Băng Tâm một đường tránh né thụ yêu truy sát, chật vật không chịu nổi luôn. Cũng may một ngày trước, chúng ta tình cờ gặp được 3 vị Nguyên Anh tiền bối này, mới vừa rồi tránh thoát một kiếp, cuối cùng tìm được nơi này tị nạn. Vân Cửu Tiêu không nghi ngờ hắn trả lời. Nghe vậy, Vi Minh nhất thời có một chút thất vọng. Xem ra hắn vẫn đánh giá quá cao Vân Cửu Tiêu. Nhưng mà nghĩ đến cũng đúng, Tam Tiên Đảo, cái loại bí cảnh đẳng cấp này, cho dù là kết đan kiệt xuất ở trong Đông Hải, chỉ sợ cũng rất khó có hiểu biết. Một phen thử nghiệm, cuối cùng vẫn phải trở về biện pháp ngu ngốc. Vì mình thở dài, đang muốn thu hồi thần thức, trong lúc vô tình lại nghe bọn Bạch Lân Thượng Nhân đang thương thảo. Chính là một cái liếc mắt này, Vi Minh bỗng nhiên trong lòng khẽ động, trong đầu hiện lên một ý nghĩ lớn mật. Dịch Cửu Tiêu, ngươi cứ làm theo lời của ta nói, như thế này nè. Ngay khi Vi Minh cùng với Vân Cửu Tiêu câu thông, thì Bạch Lân Thượng Nhân bên này, ba người vốn chung coi như là hòa hợp, hiện giờ lại nổi lên tranh chấp. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, các người chẳng lẽ là muốn ở chỗ này cả đời sao? Chấn Hán Thủy Viên Tộc cả giận nói. Chúng ta nghĩ thế nào hả? Người cũng không nghĩ xem chính mình đưa ra cái chủ ý thối tha gì. Không phải là du địch xâm nhập thì là dòng ra sau đánh lén, đấu tới nối lùi cũng không tránh được cái chữ sát. Ta thật là hoài nghi người có phải là đã tu đến mất não hay không đấy chứ. Còn về số lượng thủ yêu bên ngoài, chỉ sợ ngươi vừa mới động thủ thì toàn bộ đảo này cũng sẽ chạy tới đây đó. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ dựa vào sức của chúng ta liền có thể diệt sạch chúng chứ? Bạch Lân Thượng Nhân ngữ khí phiền não nói. Vậy ngươi ở chỗ này chờ là chuẩn bị chờ cho bọn chúng chết hết rồi mới đi ra hả? Hay là nói ngươi đã vừa mắt phong thủy cái phiến thiên địa này, là rằng bỏ cơ nghiệp của thiên xà đảo cũng muốn ở lại chỗ này tu luyện thành tiên? Chân Hán Thủy Viên Tộc hai tay ôm ngực hướng bên cạnh phun nước mọt. Đủ rồi, cũng đừng ầm ĩ nữa. Nhìn xem các ngươi kìa, còn có cái bộ dáng tộc trưởng hay không? Tranh giành như vậy, chúng ta có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng này hả? Minh Không Nữ Vương bị bọn họ ầm ĩ đến đau cả cái đầu, nhìn không được quát lớn. Bạch Lân Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, mà Chân Hán Thủy Viên Tộc vẫn trợn trắng mắt nhìn Bạch Lân Thượng Nhân. Nhưng mà ngữ khí lại êm đềm một chút. Tóm lại, chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết ở như vậy. Mình không, người luôn có chủ ý, ta tình người. Người nói xem, hiện tại nên làm cái gì bây giờ đây hả? Nghe vậy, Minh Không Nữ Vương thở dài một tiếng, xoa xoa mi tâm, nhưng mà cũng không có biện pháp gì để nói ra. Đúng lúc này, Vân Cửu Tiêu ở một bên bỗng nhiên đi tới. Ba vị tiền bối, ta có một lời không biết có nên nói hay không hả? Người hả? Bạch Lân Thượng Nhân cười khinh miệt, vừa định chào phúng vài câu thì lại bị Minh Không Nữ Vương hung hăng trừng mắt một cái. Sắc mặt theo đó âm lãnh xuống, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Minh Không Nữ Vương cũng không có tâm tình đi lo lắng tâm tư của Bạch Lân Thượng Nhân, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Vân Cửu Tiêu. Nói đi. Không biết ba vị tiền bối có nghe nói qua Minh Nguyệt Thần Đại Nhân hay không hả? Dưới ánh mắt chăm chú của ba gã Nguyên Anh, Vân Cửu Tiêu dưới đáy lòng thở ra một hơi, chậm rãi nói. Minh Nguyệt Thần, chẳng lẽ ngươi là giáo đồ của Vu Nguyệt Giáo? Đồng tử của Minh Không Nữ Vương co rút lại, nghĩ đến cái gì đó. Vân Cửu Tiêu chịu áp lực, kiên định lắc đầu, kể lại lời nói truyền đến bên tai. Không phải, bà vị tiền bối, Minh Nguyệt Thần Đại Nhân mà ta tín ngưỡng cũng không phải là tôn giả của Vu Nguyệt Giáo, mà là một vị thần minh khác. Mặc dù nói là không có ngang hàng với Vu Nguyệt Thần, nhưng mà cũng có một chút thần thông á. Hả?
Nếu mà hắn cũng có một chút thần thông, vì sao không trực tiếp cùng chúng ta nói chuyện với nhau hả? Ngược lại còn là muốn nhờ ngươi truyền tới. Chẳng hắn thủy viên tộc nhìn kỹ đến chính tầng mây. Đó là bởi vì chỉ có tín đồ mới có thể nhận được sự quan sát của Minh Nguyệt Thần Đại Nhân. Nghe được Minh Nguyệt Thần Đại Nhân kiểu quán, bất quá là hôm nay Minh Nguyệt Thần Đại Nhân đang nhìn chăm chú ta, bởi vậy cũng có thể nghe được thanh âm của mấy vị tiền bối. Các tiền bối có cái gì muốn hỏi đều có thể nói thẳng. Vân Cửu Tiêu hướng đến đầu bái lại một cái. Đừng có nói là những cái thứ này tồn tại hay là không tồn tại. Mục đích của ngươi tìm đến chúng ta là cái gì? Hay là chỉ nói những lời này? Hàn quang trong mắt của Bạch Lân Thượng Nhân chợt lóe lên. Vân Cửu Tiêu trong lòng sợ hãi, nhưng mà có Minh Nguyệt Thần làm chỗ dựa, hắn vẫn to gan nói. Minh Nguyệt Thần Đại Nhân nói cho ta biết, hắn đã nhìn thấy Đông Hải sinh loạn, hiện giờ ở bên ngoài Tam Tiên Đảo, có giáo đồ Vu Nguyệt Giáo thừa dịp Nguyên Anh của các chư đảo không có ở đây, đã trắng trợn thiêu giết cướp bóc. Phù Tăng Đảo đứng mũi chịu sào, các đảo cấp một khác cũng có rối loạn luôn. Nghe vậy, Minh Không Nữ Vương ba người đều cả kinh. Bọn họ vừa là Nguyên Anh, vừa là trưởng tộc, vương mệnh chủng tộc còn phải đặt trên thành tựu của cá nhân. Mà khác với nhân tộc, bọn họ là dị tộc, đảo dưới trướng đều là huyết mạch của bổn tộc. Nếu mà thất thủ, nhân tộc tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ chiếm cứ một hòn đảo nào nữa, chờ đợi bọn họ chỉ có ích lợi trở về Biển Đông làm bạn với yêu thú mà thôi. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không đơn thuần, bởi vì một câu nói của tiểu bối kết đan liền thất kinh. Lời của ngươi nói có chứng cứ gì không? Minh Không Nữ Vương hỏi. Không sai, miệng nói không có bằng chứng. Dầu Tam Tiên Đảo thủ đoạn liên lạc với ngoại giới của chúng ta cũng bị cắt đứt, ngươi là một tiểu bối kết đan làm sao biết được chuyện bên ngoài hả? Trân Hán thủy viên tộc cũng quát hỏi. Bà vị tiền bối, ta vừa mới nói đó chính là do Minh Nguyệt Thần Đại Nhân nói cho ta biết, thần thông của ngài vượt xa Nguyên Anh, tự nhiên có thể liên lạc được bên ngoài, bên trong Tam Tiên Đảo. Mấy vị nếu không tin có thể thêm xem vật này nè. Vân Cửu Tiêu nói xong, hai tay chắp lại hướng trên bầu trời cầu nguyện một lát. Tiếp theo đó liền có mấy tấm lưu ảnh phù đột nhiên xuất hiện, chậm rãi rơi xuống trước mặt hắn. Thấy tình hình này, Trang Hán thủy viên tộc mở to hai mắt, đột nhiên quay đầu nhìn Minh Không Nữ Vương cùng với Bạch Lân Thượng Nhân. Đã thấy trên khuôn mặt của bọn họ cũng là có vẻ mặt kinh ngạc tương tự. Dùng tu vi của bọn họ lại hoàn toàn không phát hiện được mấy tấm lưu ảnh phù này là như thế nào được xuất hiện. Mà dùng tu vi cùng với thủ đoạn của Vân Cửu Tiêu cũng tuyệt đối không có khả năng làm được cái điểm này. Chẳng lẽ Minh Nguyệt Thần Đại Nhân hắn nói thật sự là tồn tại sao? Trong lúc bất tri bất giác, trong lòng ba người Minh Không Nữ Vương sinh ra một tia dao động. Vân Cửu Tiêu hoàn toàn không biết ba người Minh Không Nữ Vương khiếp sợ. Hắn đã bị sửa đổi ký ức, đối với Minh Nguyệt Thần là vô cùng tín nhiệm cùng với ngưỡng mộ. Chỉ là truyền thống vật phẩm, cái loại chuyện nhỏ này theo hắn xem ra căn bản là không đáng khen ngợi. Hắn nhặt lưu ảnh phù trước mặt lên, nhất nhất thi pháp thúc dục. Trong phù ghi lại chính là thảm trạng trên đảo Phù Tăng. Nguyên bản thành thị phồn hoa đã biến thành biển lửa, khắp nơi đều là thi thể. Trên bầu trời thành thị, các tu sĩ hỗn chiến giết tới đỏ mắt, căn bản là không phân biệt được địch ta. Tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng khóc liên tiếp vang lên, rồi lại bị tiếng kêu giết cùng với tiếng cười điên cuồng che giấu. Trong đống đổ nát, một đám hồn tu hắc y tùy ý tàn sát cướp bóc, thu hoạch huyết nhục cùng với vong hồn. Nhìn thấy từng cảnh tượng này, ba người Minh Không Nữ Vương khoai mắt muốn nứt ra. Trong thi thể khắp nơi cũng có thi thể tộc nhân tam tộc bọn họ xuất hiện. Không được, không thể chờ thêm được nữa, chúng ta bây giờ nhất định phải rời khỏi Tam Tiên Đảo. Trân Hán thủy viên tộc hét dài một tiếng, lúc này đứng lên. Bạch Lân Thượng Nhân thì không nói gì, tự hồ còn có một chút luyến tuyết cơ duyên trên Tam Tiên Đảo. Mà Minh Không Nữ Vương sau khi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Cửu Tiêu. Chúng ta nên trả cho hắn cái giá gì thì Minh Nguyệt Thần mới có chịu thông báo cho chúng ta tình huống tại đảo của chúng ta? Đã kết thúc tập 200 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 201 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ nha.